Quý vị có biết khi nào cần sơ tán không? Hãy nghe các viên chức địa phương và sơ tán nếu họ đề nghị quý vị làm vậy. Nếu quý vị đi tới một nơi trú ẩn, cộng đồng hoặc theo nhóm, hãy nhớ tuân theo các khuyến nghị mớ nhất từ Trung tâm Kiểm soát và Đường Người Dịch Bệnh CDC để bảo vệ bản thân và gia đình quý vị, bạn bè, khỏi bị COVID-19 truy cập ready.gov để biết các gợi ý để chuẩn bị để bảo vệ bản thân quý vị và những người khác